Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của kênh tin mới nhất. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người sống sót trong trận lũ lịch sử Hà Nam nói không thấy bóng dáng của lực lượng cứu hộ của chính quyền. Trận mưa lớn ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã kéo dài 2-3 ngày qua. Người dân bị lũ bao vây gần như mất ngủ cả đêm và đã liên tục kêu gọi để được giúp đỡ. Người dân địa phương tiết lộ, ngoại trừ một số đội cứu hộ tự phát, họ không thấy có cán bộ, chiến sĩ nào của chính quyền. Do mất điện trên diện rộng, nhiều người cầu cứu trước đó đã mất liên lạc. Bà Diệp, một cư dân Trịnh Châu bị mắc kẹt ở khu quảng trường thời đại Kim Thành, nói với phóng viên The Epoch Times rằng tình hình bên quảng trường cũng không đến nỗi, nhưng tất cả các lối ra của quảng trường đều bị ngập úng đến thắt lưng. Mưa đã kéo dài 2-3 ngày nay, từ đêm qua đến giờ vẫn không ngớt, không giảm chút nào. Bà cho biết có khoảng vài trăm người bị mắc kẹt trong quảng trường. Đây là khu vực tòa nhà văn phòng, có rất nhiều người không thể về nhà. Khách sạn đều chật kín, vì vậy mọi người về cơ bản là nghỉ qua đêm trong các nhà hàng hoặc tòa nhà văn phòng. Do nước quá sâu cho nên bà Diệp lo lắng có thể các cửa hàng ở tầng 1 đều đã ngập, nhiều tòa nhà văn phòng đã bị cắt điện nước. Bà Diệp kể rằng khoảng 8 giờ tối qua, có một người đàn ông rất cao muốn thử lao ra ngoài. Sau đó thì mấy người phải hợp sức nắm tay nhau mới giữ được người đó, không bị nước cuốn trôi. Lúc đó nước đã ngập đến thắt lưng rồi. Tôi không biết hiện giờ mực nước còn dâng lên hay không. Thực phẩm hiện tại vẫn đủ vì vẫn còn rất nhiều siêu thị ở trong đó, quảng trường thời đại. Nhưng tối hôm qua thì mọi thứ gần như đã bị tranh nhau lấy hết. Tôi thấy có rất nhiều kệ trống không, bà Diệp cho biết. Ban đầu bà định đi ngang qua quảng trường thời đại để đến lối vào tàu điện ngầm. May mắn là bà đã không lên tàu vì chuyến tàu bà định đi là tàu số 5. Nước tràn vào tàu điện ngầm khiến cho hàng trăm người bị mắc kẹt trong đường hầm của tuyến số 5. Chính quyền Trịnh Châu tuyên bố rằng những người bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm đã được giải cứu. Video trên mạng cho thấy sau khi được giải cứu thì một số thi thể được đặt trên sân ga tàu điện ngầm. Bà Diệp cho biết là vừa rồi có một đội cứu hộ đã gọi điện thoại cho bà, nhưng bà cảm thấy khả năng là đội cứu hộ đến là quá nhỏ vì có nhiều nơi tình hình còn nghiêm trọng hơn họ rất nhiều. Người dân Trịnh Châu tự lập đội giải cứu, lực lượng cứu hộ nhà nước đến Lạc Dương chống lũ. Rất nhiều người bị mắc kẹt xác nhận rằng họ không nhìn thấy cảnh sát vũ trang hoặc là binh sĩ, hoặc thậm chí là nhân viên chính quyền ở hiện trường. Ông Lưu, đến từ Trịnh Châu nói với phóng viên rằng tất cả chúng tôi đều là đội cứu hộ do các tình nguyện viên tự khởi xướng. Ông cho biết tối qua thì các đội cứu hộ tự phát đã giải cứu gần 1.000 người. Nước quá lớn, nước trên đường ngập đã đến ngang ngực. Trong số những người được cứu, có rất nhiều người chưa được ăn uống gì kể từ tối ngày hôm qua và còn rất nhiều người già và trẻ em. Ông Lưu cho rằng nguyên nhân không thấy lực lượng cứu hộ của nhà nước, thứ nhất là do ô tô không vào được, hiện Trịnh Châu không cho ô tô từ bên ngoài vào. Hơn nữa, ông nghe nói rằng lực lượng lính cứu hỏa đã đến Lạc Dương để chống lũ lụt, bởi vì không chỉ Trịnh Châu đang mưa mà bên Lạc Dương cũng đã ngập lụt do xả lũ. Ngoài ra, không thể kết nối với các điện thoại khẩn cấp 110 cảnh sát, 119 cứu hỏa và 120 cứu thương của địa phương. Những số đó không gọi được, đường dây luôn bận. Ông Lưu nói, chúng tôi hiện đang tự phát cứu trợ lẫn nhau. Chúng tôi đăng lên nhóm bạn bè trên Weibo những đồ dùng mà chúng tôi cần, sau đó thì sẽ có người mang tới cho chúng tôi. Tình hình ở nông thôn cũng nguy hiểm. Người dân cho biết tình hình ở nông thôn còn nguy cấp hơn. Có người dân đã gửi tin nhắn cầu cứu từ làng Đông Hà Nam, thị trấn Tị Thủy, thành phố Huỳnh Dương thuộc thủ phủ Trịnh Châu. Toàn bộ dân làng đang ở trên mái nhà. Nước chảy rất xiết, đã dâng lên đến mái nhà rồi. Nếu không được giải cứu thì cả làng chúng tôi sẽ bị cuốn trôi. Khi phóng viên liên lạc với điện thoại này thì không kết nối được. Một phụ nữ đến từ thị trấn Tị Thủy, tỉnh Hà Nam đã cầu cứu trên mạng Internet cho biết cha mẹ, em gái của cô và những người dân gần đó đã bị mắc kẹt trên mái nhà trong gần 20 tiếng, hiện không thể liên lạc được với họ do mất điện. Ngoài ra thì nhiều khu dân cư, trường học và bệnh viện cũng đã bị mất điện, thậm chí một số còn mất nước. Có giáo viên và học sinh trường mẫu giáo cũng đang bị mắc kẹt. Một số phụ huynh đã nói rằng con họ vẫn chưa được giải cứu. Theo thông tin xác minh từ nhóm cứu hộ, hiện tại vẫn chưa liên lạc được với nhiều nạn nhân cầu cứu trước đó.
Theo báo cáo của truyền thông Đại Lục, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4, thủ phủ tỉnh Hà Nam, thành phố Trịnh Châu, mưa như trút nước. Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa lên tới 457,5mm chỉ trong vòng 24 giờ, tính đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, mức cao kỷ lục đối với thành phố hơn 10 triệu dân này. Đặc biệt, lượng mưa ghi nhận tại đây đã thiết lập mức kỷ lục lên tới 201,9mm trong vòng vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ, từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày hôm nay. Nước lớn sau đó tràn vào các khu vực đô thị trong ngày 20 và rất nhiều nước lũ đã tràn vào đường hầm của tuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5, sau đó thì tràn vào các toa chở đầy hành khách. Truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 21 tháng 4 cho biết 12 người ở thủ phủ Trịnh Châu thiệt mạng do mưa lũ, khoảng 100.000 người đã được di rời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, ngoại giới nghi ngờ về con số này. Khi thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam đang chịu cảnh lũ lụt, ngàn năm có một, khổ không thể kể xiết, ấy vậy mà đội 50 xu tiểu phần hồng lại liên tục lặp lại. Lượng mưa ở Trịnh Châu lớn hơn ở Đức, nhưng số người chết ở Trịnh Châu ít hơn ở Đức, cho nên chúng ta lại chiến thắng rồi. Một lối tư duy kỳ lạ. Kỳ lạ là ở chỗ nào? Trong chương trình Viễn Kiến Khoái Bình, Nhìn Xa Bình Thanh, học giả Đường Tĩnh Viễn với góc nhìn nhân văn và độc đáo đã chỉ ra rằng chúng ta chưa nói về số người tử vong ở Trịnh Châu lớn bao nhiêu, ngay cả khi số ấy ít hơn Đức. Đây có thể là lý do để chúc mừng hay ca tụng hay sao? Hạnh phúc của một số người lại dựa trên tỷ số người chết hay sao? Thiên tai nhân họa, lấy đi tính mệnh đối với ai cũng đều là thảm kịch. Dù ở Trịnh Châu chỉ có một người chết thì đều nên phải thương tiếc và suy ngẫm. Sinh mệnh là đáng quý, nó không thể dùng số lượng nhiều hay ít để làm tiêu chuẩn đo lường. Không thể nói rằng nơi bạn chết nhiều người là đáng quý, nơi chết ít thì không tính là gì cả. Chỉ có những chuyên gia mang đặc sắc, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới nói ra những lời như so với 1,4 tỷ dân thì chết mấy nghìn người do dịch bệnh có đáng là bao. Đây là một lối tư duy kỳ lạ. Nhiều người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não rồi dần dần mất đi nhân tính, sau đó lại trợ trụ vi ngược để xóa bỏ nhân tính của người khác. Đây mới là tai họa và nhân họa nguy hiểm nhất của toàn xã hội. Một câu hỏi quan trọng đặt ra là rốt cuộc hồng thủy ở Trịnh Châu là thiên tai hay nhân họa? Họa do con người tiếp tay. Những thảm họa lớn phát sinh thường là một tác động tương hỗ giữa thiên tai và nhân họa. Chúng ta rất khó phân chia tỷ lệ 7/3 hay 8/2 để đưa ra nhận định. Nhưng từ những thông tin mà Đường Tiên Sinh thu thập được, chúng ta sẽ có một cái nhìn độc lập và khách quan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiếm phần lớn thời lượng phát sóng để đưa thông tin tích cực. Hồng thủy ở Trịnh Châu từ rạng sáng đến đêm ngày 25 tháng 4, chúng ta thấy các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã báo cáo rất nhiều về trận lũ lụt ở Đức, châu Âu. Đài truyền hình Hà Nam khi ấy vẫn đang phát sóng bộ phim truyền hình chống Nhật, vậy nên công chúng khó mà xem được thông tin về tình hình thiên tai ở Trịnh Châu. Còn loại tin tức về thiên tai cập nhật theo thời gian lại càng không có. Điều này đưa đến một kết quả trực tiếp chính là phần lớn kênh lấy tin của dân chúng Trịnh Châu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm dụng để truyền bá cái gọi là thông tin tích cực. Do đó dẫn đến người dân thiếu cảnh giác khi đối diện với tai họa treo trên đầu, rơi vào trạng thái vô tri và tê liệt trước nguy hiểm. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người gặp tai nạn, họ đều ở trong một tình huống không có sự chuẩn bị, vậy nên không biết làm như thế nào để đối phó. Ngoài ra, các tiểu phấn hồng, đội quân 50 xu lại phối hợp với Đảng Cộng sản Trung Quốc tung tin giả rằng hành khách trên tàu điện ngầm đã được cứu nên đã cản trở nghiêm trọng thông báo cầu cứu từ khách hàng. Điều này tương đương với việc làm trầm trọng thêm thảm họa, đây là một bộ phận của nhân họa, họa do con người tiếp tay. Xả lũ mà không cảnh báo, Trịnh Châu là một vùng tương đối bằng phẳng, nhưng mọi người thấy nước chảy rất nhanh và xiết, ngay cả ô tô cũng bị cuốn đi như phao. Mưa bình thường không thể tạo được độ dốc ở vùng đồng bằng như vậy. Trên Weibo chính thức của Ban tuyên giáo Thành ủy Trịnh Châu đã có bài đăng lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 4 nói rằng họ đã mở cửa xả lũ hồ chứa nước Thường Trang vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 4 và từ 10 giờ 30 phút sáng ngày 20 đến 1 giờ sáng ngày 21 là khoảng hơn 14 tiếng đồng hồ. Xả lũ phải thông báo cho người dân hạ lưu sơ tán, đằng này họ lại tiền trảm hậu tấu xả trong 14 tiếng mới thông báo. Thảm họa ở tuyến tàu điện ngầm số 5 vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 20 tháng 4, tàu điện ngầm được lệnh ngừng hoạt động. Điều này mang đến những nghi vấn như sau.
mưa bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, cảnh báo nguy hiểm đã được đưa ra trong thời gian dài. Và tại sao bộ phận quản lý không sớm tạm dừng ga tàu điện ngầm này? 3 giờ chiều ngày 20 tháng 4, trung tâm thành phố Trịnh Châu bị ngập nặng, xe buýt, xe con không đi di chuyển được. Trịnh Châu có hệ thống giám sát người dân thuộc hạng nghiêm ngặt nhất thế giới. Họ chắc chắn phải thấy được cảnh này. Trong tình huống thông thường, họ phải cảnh giác mới đúng. Cách đó 500 km vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 4, chuyến tàu trạm Bắc ga Tây An đến trạm Đông ga Trịnh Châu đã tạm dừng, nhưng phía Trịnh Châu lại không cho dừng hoạt động. Đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 4, có một trận mưa lớn 200mm, mưa trung bình năm ở Trịnh Châu là 640mm, 200mm là gần 1/3 mưa trong một năm ở đây. Nhưng tàu điện ngầm của Trịnh Châu vẫn hoạt động. Kết nối 4 dữ liệu này lại, cộng thêm việc xả lũ vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 mà không thông báo người dân sơ tán, chúng ta thấy bên quản lý ga tàu điện ngầm của Trịnh Châu đã không làm gì mãi cho đến ngày 18 tháng 10. Đến 18 giờ 10 phút ngày 20 tháng 4. Đến lúc này thì phía ban tuyên giáo thành ủy Trịnh Châu mới nói rằng 500 người đã sơ tán và có 12 người chết, 5 người bị thương. Thảm họa ở Trịnh Châu là thiên tai hay nhân họa? Mọi người có lẽ đã có câu trả lời cho riêng mình. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết về những nội dung nổi bật trong ngày của kênh tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!